Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Ray thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì Toyota Ray thì được phân phối thị trường Việt Nam và duy nhất là một phiên bản 1.0 Turbo được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và tuy nhiên xe này thì có rất nhiều tùy chọn về màu sắc. Có màu đơn sắc như là màu trắng này, ngọc trai, màu đỏ và màu đen, và các màu sơn nóc tương phản như là trắng nóc đen, trắng ngọc trai nóc đen, đỏ nóc đen, xanh nóc đen, vàng nóc đen, rồi trắng ngọc trai nóc đen, tổng khoảng tầm có 8 tùy chọn về màu sắc. Trước mắt chúng ta đây là một chiếc xe, cái nội thất, cái ngoại thất sẽ là trắng ngọc trai nóc đen, cũng là cái màu mới nhất và cũng là giá cao nhất. Thì giá niêm yết cho phiên bản Toyota Ray duy nhất này 1.0 Turbo có giá niêm yết là 552 triệu cho màu trắng và cho màu đen và màu đỏ, hai màu thường. Còn các màu sơn nóc thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em. Còn duy nhất đặc biệt nhất là màu trắng ngọc trai nóc đen này sẽ có giá là 563 triệu. Thì vừa rồi thì em cũng thông báo cho anh chị về giá bán cũng như là các cái thông tin sơ bộ về chiếc xe này. Thì em sẽ quay anh chị về chi tiết các cái option có trên xe. Và đặc biệt đây là cái xe 2023 rồi nhé, không phải xe 22 đâu anh chị ạ. Là xe thời điểm 2023 tháng và giá bán thời điểm tháng 3 này luôn. Và giá bán đó đã bao gồm hiện tại em đang tặng cho anh chị là khoảng 20 triệu tiền phụ kiện bảo hiểm. Cái đối với cái giá của phiên bản màu thường ấy, 552 triệu thì lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 612 triệu và cái để trả góp cho anh chị cần chuẩn bị cho em là khoảng 180 triệu là mang xe về nhà rồi, đã đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm xe turbo. Và phần đầu xe được trang bị là cái ngôn ngữ nó khá là vuông vắn, nó dài chỉ có 4 mét thôi, nên là kể cả chị em hay anh em lái chiếc xe này đều rất là dễ dàng. Ngoài ra nếu anh chị còn trang bị thêm cái tính năng camera 360 cho xe này nữa thì đi lại ở trong phố nó không còn là vấn đề và khó khăn. Thì phần đầu xe được trang bị là hai cảm biến trước, cụm đèn full LED, đèn sương mù và ánh sáng ban ngày đầy đủ. Ngoài ra thì ở phần thân xe, la răng thì bọn em vẫn đang dán bảo vệ chống xước, nên anh chị thấy nó hơi mờ, la răng dạng phay xước cộng với lốp xếp của đun lốp. Còn phía thân xe tiếp theo em vừa giới thiệu qua là máy turbo 1.0 này, rồi xi nhan ở trên gương. Đối với màu hai màu tương phản như này thì anh chị nhìn qua hay nhìn gần hay nhìn cận trông cũng rất là thể thao, cộng với các cái thiết kế vuông vắn của xe nữa. Gương thì được thiết kế gập điện tự động chỉnh điện và cảnh báo điểm mù trên gương. Ngoài ra thì xe còn được trang bị là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và được trang bị thêm cái cảm biến ở nút mở xe khi anh chị đeo chìa khóa ở trên xe. Như đây em đang cất ở chìa khóa trong xe rồi, thì khi chạm xe vào sẽ thông báo là chìa khóa vẫn ở bên trong xe, thì trước khi khóa xe phải bỏ chìa ra đã. Còn ở phần đuôi xe thì được trang bị là cái cụm đèn sau dạng full LED với hai cảm biến phía sau. Nóc xe được trang bị là anten dạng vây cá và đèn phanh trên cao. Một cái phần quan trọng nữa ở phần đầu xe thì em vừa nãy em mới quên chưa giới thiệu là cái cụm xi nhan của nó được trang bị theo cái dạng là LED đuổi, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị. Nên chị thấy cái xi nhan nó sẽ được theo dạng dòng chảy cả hai bên luôn, đồng thời sẽ nhấp nháy ở trên gương và ở phía sau. Với cái tầm giá khoảng 600 triệu mà lấy chiếc xe này 1.0 turbo, cái dung tích cái động cơ này nó sẽ tương đương với khoảng máy 1.4 ngang với khoảng Accent, thì nó sẽ được cái là tầm nhìn nó rất là thoáng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, tầm tiền ngang vai ớt, máy khỏe, giải tốc đầu khỏe bốc và nhiều tính năng an toàn. Em sẽ ấn nút mở điện để cho chị xem cái màn hình các option trong xe. Thì em đang ở phía trong nội thất của xe, anh chị thấy là xe sẽ được phối màu, đa số là sẽ là màu đen, và điểm đấy là một vài cái điểm nhấn được mạ bạc. Màn hình mình đắp lô rất là lớn này, màn hình 7 inch này cộng với cái
Màn hình giải trí phía trong xe rất là lớn. Màn hình này thì anh chị chỉ cần lắp cái bộ chuyển đổi sang mạng Android thôi thì là không cần dùng thêm thay sang mạng Android làm gì cả. Rất là tiện. Ngoài ra thì được trang bị thêm là cụm đèn full LED cộng với chiếu sáng tự động này, rồi đèn cụm gương tự động chỉnh gương bằng điện. Bên này là có tắt mở cái cảm biến này, rồi chống trơn trượt. Phía bên này thì có như vừa rồi em ấn ấy, nó là cái đèn ổ này, rồi cụm chỉnh điều hòa, chỉnh gió này, chỉnh nhiệt độ, có điều hòa tự động và các chỉnh các chế độ gió. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm rất nhiều cái hộc để đồ, cũng như là có hai cổng sạc USB sẵn ở trên xe cho anh chị. Nó hơi tối một chút ở trong này. Và cần số đây là số tự động. Rất nhiều ô để đồ này, cốc nước ở đây này. Rồi có cả cái hộc để đồ ở phía dưới chân của ở phía em đang ngồi. Phía chân này mắc 2 kg để có thể anh chị để giấy tờ hoặc để giày dép hoặc để một vài cái đồ nó nhỏ nhỏ. Hộc đồ ở trước người lái này, hộc đồ ở sườn hai bên này. Rồi chỗ này để điện thoại này, bệ ti tay này. Rồi hai bên điện nước hai bên cánh cửa. Ngoài ra ở phía sau xe với cái kích thước này của xe là chỉ có 4 mét. Tuy nhiên là em sẽ cho anh chị cảm nhận về cái hàng ghế thứ hai của xe như thế nào. Hàng ghế thứ hai của xe rất là rộng. Và cái ghế của nó cũng cũng có hai chế độ ngả cơ. Hai chế độ ngả. Đây một chế độ này, đây một chế độ nữa này. Và một cái nữa khách hàng khá quan tâm là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có 6,61 lít trên 100 cây thôi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của xe Toyota Ray phiên bản 2023 này, cũng như là giới thiệu cho anh chị về các phiên bản, cũng như là sơ bộ về nội ngoại thất. Thì anh chị nào quan tâm đến các vấn đề về xe thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.